Dạ vâng, em xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay em lại tiếp tục về được một số bộ dàn và em cũng chưa biết là nó là bộ dàn gì. Thì ở đây là đang ở trong thùng như này. Thì em cũng xin phép được khui hàng để quý vị và các bạn cùng xem nó là hàng gì nhá. Vâng, và sau đây em xin được bắt đầu khui hàng. Hết sức cẩn thận bởi vì bên trong của nó là có rất nhiều đồ và loa bên trong, nhỡ cắm một phát nó vào cái màng loa là coi như là hỏng luôn đấy ạ. Và wow, đấy nhìn bắt đầu đã thấy hàng đẹp rồi. Đấy, vừa bảy lên. Vâng, wow. Tình hình là em bắt đầu thấy các hàng rất là đẹp. Đây. Bắt đầu vừa khui ra. Ok. Cắt nốt cái này ra. Cắt đó, đó được rồi. Ok. Vâng, bên em bắt đầu nhấc hàng ra xem nó là những loại gì ạ. Vâng. Đó, cái này cũng xem lại xem nó là cái gì nhá. Bên trong nó cái gì mà cục nhỉ. Thôi được rồi, cứ để vứt ra đấy. Đã kiểm tra. Ồ, rồi tiếp tục. Ok. Hàng chuẩn đẹp ra đấy. À. Đấy, để xếp ra đây. Cứ xếp xuống, cho xuống đây. Đấy, cứ so xuống. Xếp ra ngoài đó. Oh, ok. Rồi, đặt lên, cứ đặt lên. Đây là các thớt của những bộ dàn rất là VIP. 909X hoặc là 909NTD, những bộ gọi là kinh khủng. Cho chất âm cực tốt. Đấy. Đấy. Ok. 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 Đó. Đấy. Rồi. Bây giờ tiếp tục tách cái kia ra chúng ta. Em bỏ cái hết cái ly lông trong này ra nhé. Tắt chưa? Vâng, ok. Đấy, rồi. Đấy, ok. Rồi. Wow. Đấy. Quý vị nhìn xem cái chất màu của nó là biết là khủng như nào rồi nhá. Đấy. Rất chất. Đấy. Liên tục những cái hàng cực kỳ khủng khiếp. Wow.
102X LTD. À, khủng khiếp. Khủng khiếp rồi. Đây này cái đường đường. Wow, khủng khiếp luôn. Wow, khủng khiếp. Đó, đôi loa này nhìn đã khủng chất rồi. Lần này về được mấy bộ này phải nói rất là chất quý vị ạ. Những bộ này rất hiếm nha quý vị nhá. 909 này. 909X này, 909 LTD này đều là một trong các cái bộ mà phải nói là rất hiếm quý vị nhé, phải nói cực hiếm. Các bộ khác thì nhà em rất nhiều, nhưng đây là một trong các cái bộ trong dòng 205 mà phải nói là đẳng cấp. Những cái bộ này thì nếu mà để so sánh cái chất ấy, thì 922 LTD thì cũng về nói về chất âm cũng chưa chắc đã bằng được đâu ạ. Nói về chất âm chứ còn không nói về độ to nhỏ. Nói về chất âm thì 922 LTD thì chưa chắc đã ăn được đâu. Đấy. Ok, vâng. Còn một thùng cuối lốt em sẽ khui ra lốt. Đấy. Đấy, quý vị nhìn đây. Đây là 909X này. 909X này. Đấy, 909 LTD này. Đấy, quý vị nhìn đây. Các cái lốt này của nó sáng loáng, bóng loáng, kinh khủng. Kinh khủng. Đấy. Đây xem đây là cái loại gì đây. 909 LTD tiếp quý vị ạ. 909 LTD tiếp. Vâng. Đây là một trong các bộ phải nói là kinh khủng. Em tiếp tục khui các hàng tiếp ra nhé quý vị nhé. Chưa biết đây là cái gì, nhưng mà nhìn như thế này thì không là rất là bí hiểm. Yến này, mở cái này ra. Tách tách này. Ô, một bộ gì đây mà lại còn nguyên hộp nhỉ? Không biết có phải nguyên hộp không? Full book à hay là không ạ? Wow. HM81 full book. Quá kinh khủng. Và con bộ này là bộ đẳng cấp nhất của Pioler. Tách tách hết ra, tách hết ra, tách cả ra cho rạng ra. Rạch ra thì mấy ấy được. Đấy, kéo xuống là việc bật đây. Đây là một trong những bộ mà đời cao cấp nhất và gần đây nhất quý vị nhé. Đời cao cấp nhất và gần đây nhất. Bộ này cũng khá là mắc tiền đấy. Vâng. Giá bán thì nát em sẽ về em sẽ xem sắp xếp các bộ sản phẩm nào nó về được chừng nào, bộ nào còn, bộ nào chưa về hết thì em sẽ lên sóng từng bộ một để và đọc giá từng bộ một nhé quý vị nhé. Riêng cái clip này thì em chỉ lên sóng đây, quý vị nào mà nhận được biết được sản phẩm nào thì cần sản phẩm nào thì alo cho em. Còn em sẽ sắp xếp lại các sản phẩm và giá bán để báo cho quý vị biết, để quý vị có thể là nào là cần thì đặt hàng. Đây riêng bộ, những cái bộ này nhá, đây là bộ đẳng cấp nhất đấy của Pioler trong dòng HM quý vị nhá. HM có HM30 này, HM50 này, HM51 này, HM81 này, chấm chấm rất nhiều nha quý vị nhá. Con 81 này của nó là con đời đỉnh này đấy. Vâng. Đấy. Em không biết là nó tình trạng như sao nhưng mà nhìn thế này là thấy thích rồi. Đấy. Nhìn thế này đã thấy thích rồi quý vị nhá. Đấy. Đây, mặt của nó đây. Đó, đây em sẽ cho quý vị xem. Đây, mặt mũi đây. Úi giời. Đỉnh cao thật đấy. Đây. Ok, con này là khách của nhà em đã đặt rất là nhiều rồi nhưng mà gần như về rất ít.
Về ít nhá quý vị nhá, con này về rất ít nhá. Đấy. Con này về rất ít. Đấy. Giá của nó thì đâu ngót nghét cũng phải tầm trên chục gì đấy, trên chục triệu gì đấy, em nhớ không nhầm. Còn cái sổ sách thì em sẽ xem lại. Đấy. Đây em soát ra thì đây. Hôm nay em về được hai bộ Puler HM50 nhá, có đây, loa của nó đây quý vị nhá, loa đen đây. Loa đen đây. Đây nhá, còn hai bộ đây. Hai bộ HM50 nhá quý vị nhá. Đấy. Và ở đây là 909 loa đây, loa về của những bộ 909 LTD và 909 X nhá, toàn bộ hàng khủng ở đây. Đấy. Em về em chưa sắp xếp lại bộ nào của nó sẽ ra bộ đấy quý vị nhá. Đấy. Loa của nó đây, toàn hàng khủng thôi. Loa chất rồi quý vị ạ nhá. Đấy, toàn 102 X chứ. Toàn loa đỉnh đây. Đấy. Đấy, 102 X LTD này. Tiếng của con này thì không phải nghĩ đâu quý vị nhá. Tiếng của con này không phải suy nghĩ luôn. Đấy. Con 102 X loa dàn 909 X nhá. Dàn 909 X và 909 X 909 LTD nhá quý vị nhá. Giá của nó không dưới 8 triệu quý vị nhá. Giá của nó không dưới 8 triệu. Vâng. Ai có nhu cầu gì thì alo cho em. Số điện thoại của em là 0966 594 581 quý vị ạ nhá. 0966 594 581. Và xin quý vị đừng quên ở phần phía dưới video này có nút đăng ký, thì quý vị ấn vào nút đăng ký cho bên em để theo dõi kênh của bên em nhé. Để khi nào có những sản phẩm gì thì quý vị có thể alo cho bên em, hoặc quý vị ấn vào nút chuông ở bên cạnh, thì khi nào mà bên em đưa ra sản phẩm mới như trong video clip này thì nó sẽ báo về cho quý vị để quý vị có thể vào xem luôn. Và những cái mặt hàng mà quý vị cần thì quý vị có thể lấy ngay được luôn quý vị nhé. Vâng, để tránh việc là lỡ hàng. Vâng. Và cuối cùng thì em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào clip tiếp theo. Vâng, em xin cảm ơn ạ.